Xin kính chào quý vị, kính chào bà con nông dân. Mời quý vị và bà con nông dân theo dõi bản tin thời tiết nông vụ của Đài truyền hình Vĩnh Long hôm nay thứ Sáu ngày 21 tháng 8 năm 2015. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, bão Goni ít có khả năng đi vào biển Đông nhưng là trung tâm hút gió nên làm cho gió mùa trên các tỉnh phía Nam mạnh dần, cũng có nghĩa là mưa sẽ tăng về diện và lượng. Thời tiết tại khu vực Nam Bộ, sáng và trưa trời nắng, chiều có mưa diện rộng, hầu hết có mưa dừa và dông nhiệt độ ngày và đêm chưa có thay đổi nhiều, cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ và thấp nhất là từ 25 cho đến 27 độ. Theo Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam, giới hình thái thời tiết sáng nắng chiều mưa đã tạo điều kiện cho bọ dòi voi dò xuất hiện gây hại trên cây dừa. Bọ dòi dò voi hại dừa sống trên tất cả các bộ phận của cây như rễ, thân lá, hoa và trái. Đây là loài côn trùng gây thiệt hại khá nghiêm trọng. Chúng thường đẻ trứng xung quanh cuốn trái, ấu trùng nở ra, đục lỗ, chui vào phần vỏ để gây hại ngay từ khi trái dừa còn non đến khi lớn. Nếu gây hại khi trái dừa non sẽ làm trái bị rụng sớm. Khi đã lớn trên 3 tháng tuổi thì sẽ làm trái méo mó, kích thước nhỏ, không còn giá trị thương phẩm. Bệnh nặng sẽ làm rụng trái hàng loạt hoặc làm trái dị dạng, từ đó ảnh hưởng lớn đến năng suất. Toàn dùng hiện có khoảng 816 ha dừa bị bỏ dò do gây hại, mức độ nhiễm từ 3 cho đến 7%, tập trung nhiều tại các tỉnh Tiền Giang, Kiên Giang, Hậu Giang và Long An. Để hạn chế tác hại, ngăn chặn sự lây lan của bọ dò dòi hại dừa, ngành chuyên môn khuyến cáo bà con áp dụng các biện pháp sau. Xong hơi khử trùng dừa giống trước khi xuất giường để hạn chế lây lan. Thu gom và tiêu hủy các trái bị nhiễm để hạn chế sự tồn tại phát triển của bọ dò dòi. Dùng đất phụ kính rễ để ngăn bọ dò dòi đến đẻ trứng không gây các vết thương trên cây như chặt tỉa cây, tỉa lá còn xanh, bởi vì dịch cây tiết ra từ các vết thương cơ giới có khả năng hấp dẫn bọ dòi dòi đến rất nhiều. Ngành chuyên môn khuyến cáo bà con, đối với các giường dừa bị bỏ giòi voi hại nhiều có thể tạm thời sử dụng các thuốc từ sâu để phòng trừ, nhưng chỉ được sử dụng ở giai đoạn quả còn non. Sử dụng thuốc hóa học phải theo nguyên tắc bốn đúng. Thú vị thưa bà con nông dân, bản tin thời tiết nông dụ xin khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và bà con nông dân trong bản tin tiếp theo.